Sức mạnh của đồng tiền là một trong những thứ nhiên liệu đã tác động mạnh mẽ đến sự chuyển dịch của bóng đá thời hiện đại. Đã có không ít những đội bóng đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ nền tảng của thứ sức mạnh nói trên. Và bên cạnh đó, cũng có không ít những vị chiến lược gia đại tài đã vung tiền mua sắm những cái tên đủ đẳng cấp để theo đuổi triết lý mà mình đang ấp ủ, hay những cái cách dân dã mà nhiều người thường gọi là dùng tiền để đổi lấy danh hiệu và cả những ánh hào quang. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu top những huấn luyện viên chi tiêu nhiều nhất trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, qua đó nhìn nhận một cách rõ nét về những câu chuyện xoay quanh việc mạ vàng đội hình. Ở vị trí top 10, một cái tên khá bất ngờ đó là Jurgen Klopp của Liverpool. Mặc dù là một vị chiến lược gia vốn được biết đến với thói thắt lưng buộc bụng và nâng tầm những cầu thủ không quá đắt đỏ, nhưng sự thật là nhà cầm quân người Đức đã tiêu tốn tổng cộng ngót nghét hơn 1 tỷ euro ở những đội bóng mà ông đã từng dẫn dắt. Đúng là giới thượng tầng của Liverpool có thường xuyên bị chỉ trích vì thói chi tiêu kẹt xì đấy, nhưng mặt bằng chung về việc tiêu tiền của ngoại hạng Anh đã tạo nên sự khác biệt. Chưa kể không thể phủ nhận rằng họ cũng đã tốn không ít ngân sách cho những bản hợp đồng đắt giá như Alisson Becker, Naby Keita, Virgil van Dijk, Darwin Núñez hay mới đây nhất là Dominic Szoboszlai. Và tất nhiên, người được hưởng lợi trong các thương vụ đấy không ai khác ngoài Jurgen Klopp. Trong gần 15 năm sắm vai thuyền trưởng của mình thì có đến 10 năm, Pochettino phải dẫn dắt những đội bóng không chi tiêu quá nhiều, bao gồm Espanyol, Southampton và cả Tottenham Hotspur. Chính điều này đã giúp tên tuổi của ông ngày càng được đánh bóng trên bản đồ bóng đá thế giới. Và rồi cũng đã đến lúc Pochettino được đặt vào tay những dòng tiền khổng lồ, trước đó là từ Paris Saint-Germain và bây giờ là Chelsea. Đáng nói, trong tổng số 1,15 tỷ euro đã tiêu xài trong suốt sự nghiệp, thì có đến 462 triệu, tức gần một nửa, được sử dụng trong chưa đầy 4 tháng tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge. Thậm chí, dù là vậy thì chủ tịch Todd Bowley vẫn chưa hề có định sẽ dừng lại. Mục tiêu của ông vẫn sẽ là bổ sung cho huấn luyện viên người Argentina những viên ngọc thô hàng đầu châu Âu để tạo nên một siêu đội hình trong suốt tương lai phía trước của The Blue. Việc Antonio Conte có mặt trong danh sách này vốn chẳng phải là điều gì đó quá bất ngờ đối với vị chiến lược gia người Ý và một phong cách làm bóng đá đã được định hình rõ ràng của ông. Thì rõ ràng là Conte sẽ luôn yêu cầu các đội bóng mà mình dẫn dắt hậu thuẫn để ông có được những nhân tố có thể phát huy tối đa thứ triết lý đó. Chúng ta đã từng chứng kiến câu chuyện Antonio Conte nổi nóng đến mức kết thúc hợp đồng với Inter Milan ngay sau khi giúp đội bóng này tìm lại chiếc vô địch Scudetto chỉ vì đội bóng đánh mất Lukaku và Hakimi trong cùng một mùa hè. Hay sau đó là câu chuyện lùm xùm với chủ tịch Daniel Levy của Tottenham vì cho rằng bản thân không được hỗ trợ trên thị trường chuyển nhượng. Chừng ấy là đủ để thấy cách xây dựng đội bóng của Conte, cũng như việc vì sao ông lại góp mặt trong danh sách nói trên. Thomas Tuchel, một người thường xuyên tỏ ra không mấy quan tâm đến việc tuyển trạch và chỉ chăm chăm vào công tác huấn luyện của mình, cũng không nằm ngoài danh sách. Nguyên nhân lớn nhất có thể đến từ việc kể từ khi rời khỏi xích nhồi Iduna Park, thì vị thuyền trưởng sinh năm 1973 luôn được làm việc với những gã nhỏ giàu nức tiếng, lần lượt là Paris Saint-Germain, Chelsea và bây giờ là Bayern Munich. Trên thực tế, mặc dù không muốn can thiệp quá nhiều vào câu chuyện chuyển nhượng, nhưng danh sách yêu cầu mua sắm của Thomas Tuchel cũng thường xuyên xuất hiện những cái tên thuộc hàng đắt đỏ, đặc biệt là ở vị trí hàng tấn công, chẳng hạn như Romelu Lukaku hay Harry Kane. Chưa kể Kylian Mbappe với mức phí trị giá 180 triệu euro cũng được tính như bản hợp đồng đầu tay của Tuchel trong thời gian làm việc tại Paris Saint-Germain. Bất chấp tiền đạo này đã có mặt tại sân công viên các hoàng tử trước đó một năm theo dạng cho mượn có kèm điều khoản mua đất. Một trong số những cái tên ít người nhớ đến nhưng cũng hoàn toàn có cơ sở để góp mặt trong danh sách không ai khác là Manuel Pellegrini. Đầu tiên là việc ông đã có 35 năm theo nghiệp dẫn dắt, nhiều hơn bất kỳ một cái tên nào trong danh sách này. Kế đến, trong 3 năm dẫn dắt gã nhà giàu Man City, Pellegrini cũng tiêu tốn không ít tiền của bằng chữ ký của Fernandinho, Raheem Sterling hay là Kevin De Bruyne. Chưa kể trước đó, Pellegrini ở Real Madrid ngay đúng thời điểm mà chủ tịch Florentino Perez đang bắt tay vào xây dựng những viên gạch đầu tiên của giải ngân hà Galacticos 2.0, bao gồm Kaká, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Xabi Alonso. 12 năm dẫn dắt, Loris Blancos của Diego Simeone không phải là một chặng đường ngắn, và cũng trong hơn một thập kỷ tại đây, nhà cầm quân người Argentina đã thực hiện không ít những cuộc cải tổ để duy trì vị thế của đội bóng, kéo theo đó là cả những khoản tiền khổng lồ. Chẳng hạn như ở giai đoạn 2014-2018, trung bình mỗi mùa giải, Atletico Madrid chi tiêu khoảng 100 triệu euro để mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng đỉnh điểm phải kể đến là mùa giải 2018-2019 và 2019-2020, 400 triệu euro đã được đổ vào những cái tên như là Thomas Lerma, João Felix, Marcos Llorente, Kieran Trippier, Rodri hay cả Alvaro Morata. Mặc dù ở một số thời điểm, Atletico Madrid cũng thu về những con số khổng lồ từ thị trường chuyển nhượng,
Nhưng trên thực tế, Simeone vẫn là một trong những huấn luyện viên có thói quen chi tiền khét tiếng nhất trong sự nghiệp. Trong suốt khoảng thời gian cầm nghiệp huấn luyện viên của mình, hai câu lạc bộ nổi tiếng nhất mà vị chiến lược gia người Ý cầm quân là AC Milan và Juventus. Trong suốt 4 năm tại nửa sắc đỏ đen thành Milan, ông đã được ban lãnh đạo đội bóng duyệt chi 219,58 triệu euro cho rất nhiều thương vụ, trong đó hai thương vụ đáng chú ý nhất là Zlatan Ibrahimovic từ Barcelona với giá 24 triệu euro và Mario Balotelli với giá 20 triệu euro. Dù cho được duyệt chi kinh phí tương đối hạn chế, nhưng ông vẫn giúp câu lạc bộ có những thành công nhất định với chức vô địch Scudetto mùa giải 2010-2011 và siêu cúp Ý. Với những bất đồng quan điểm trong khâu chuyển nhượng với ban lãnh đạo, ông đã rời AC Milan và chuyển đến Juventus vào mùa giải 2014-2015. Tại Allianz, ông đã giúp bà đầm già thành Turin thống trị Serie A với 4 chức vô địch Scudetto liên tiếp. Thành công của đội bóng cũng nhờ một phần vào sự chịu chi trên thị trường chuyển nhượng. 852,33 triệu euro là số tiền mà họ bỏ ra trong giai đoạn từ 2014 đến 2019. Nhưng Cristiano Ronaldo 117 triệu euro, Gonzalo Higuain 90 triệu euro hay Paulo Dybala 40 triệu euro được ông mang về giúp Juventus thống trị giải quốc nội trong khoảng thời gian ấy. Sau khi quay trở lại Juventus vào năm 2019, ông tiếp tục yêu cầu ban lãnh đạo chi thêm 300 triệu euro để tìm kiếm những con người phù hợp với chiến thuật của mình. Trong đó Dusan Vlahovic là cái tên nổi bật nhất với 81,6 triệu euro. Ancelotti đã có kinh nghiệm 33 năm dẫn dắt các câu lạc bộ. Ông đã kinh qua rất nhiều đội bóng bao gồm AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Real Madrid. Điểm chung là ông luôn được các câu lạc bộ hậu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng. 175 là con số cầu thủ mà ông mang về trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình. Tổng giá trị của họ là gần 1,7 tỷ euro. Trong đó hai cái tên đắt giá nhất được ông mang về là Jude Bellingham với 103 triệu euro và Gareth Bale 100 triệu euro. Với đội hình Galacticos 2.0, ông đã giúp Real Madrid hoàn thành cú La Decima với chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử đội bóng. Trước đó khi còn dẫn dắt Milan với những Nesta, Kaká, Shevchenko, Seedorf, ông được mang về kết hợp với những cựu binh như là Maldini, giúp Rossoneri giành được hai chức vô địch danh giá nhất cấp độ câu lạc bộ. Với sự hậu thuẫn vô cùng lớn của các ông chủ, giúp ông có thể thoải mái tìm kiếm những cái tên ưng ý để lắp ghép vào đội hình. 24 là con số danh hiệu ông giành được sau rất nhiều năm chinh chiến cùng các đội bóng. Top 10 danh sách này, chỉ có một người Bồ Đào Nha duy nhất là Jose Mourinho. Vị chiến lược gia 60 tuổi được mệnh danh là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tuy vậy, tài năng thôi là chưa đủ. Ông cần phải có những con người để phù hợp với chiến lý bóng đá phòng ngự của mình. Từ Chelsea đến Inter sang Real Madrid hay Manchester United, nơi nào ông cũng chi tiêu rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Trong số đó, giai đoạn dẫn dắt Man United là giai đoạn chi tiêu nhiều nhất của vị chiến lược gia Bồ Đào Nha với số tiền lên đến 466 triệu euro. Cái tên đắt giá nhất cũng là người ông hối hận nhất khi mang về sân Old Trafford, đó là Pogba với giá 105 triệu euro. Chính cầu thủ người Pháp là một trong những nguyên nhân khiến ông bị sa thải vào năm 2018. Trong 2 năm dẫn dắt Quỷ Đỏ, thành tích tốt nhất của ông đó là chức vô địch Europa League mùa giải 2016-2017. Ngoài ra, khi dẫn dắt Chelsea trong hai giai đoạn từ 2004-2007 và 2013-2015, ông cũng đã tiêu tốn của Roman Abramovic đến tổng cộng 730 triệu euro những bản hợp đồng thành công như Didier Drogba, Michael Essien, đặt nền móng giúp Chelsea trở thành thế lực mới tại ngoại hạng Anh. Tuy vậy, cũng không ít những con người đã thất bại dưới trướng của ông, trong đó Andriy Shevchenko là trường hợp đáng tiếc nhất của The Blue. Và đứng đầu trong danh sách này không ai khác ngoài Pep Guardiola. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha là người nổi tiếng nhất trong việc chi tiêu mua sắm. Khi ông đến câu lạc bộ nào, họ buộc phải chấp thuận những yêu cầu mà ông đề ra trên thị trường chuyển nhượng. Đến một câu lạc bộ nổi tiếng trong việc chi tiêu tính toán như Bayern Munich cũng phải chấp nhận những yêu cầu mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra. Tuy vậy, phải đến khi gia nhập Man City, Pep mới có thể thoải mái trong việc mua sắm nhất. Giới chủ người UAE rất hậu thuẫn Pep trong việc chi tiêu. 1,5 tỷ euro là con số mà Sheikh Mansour duyệt chi cho Pep thoải mái sử dụng trên thị trường chuyển nhượng. Những bản hợp đồng ông mang về như Rory, Ruben Dias và đặc biệt là Erling Haaland kết hợp với những De Bruyne, David Silva, Vincent Kompany giúp Man City thống trị ngoại hạng Anh trong nhiều năm trở lại đây. 4 chức vô địch trong 5 mùa giải gần nhất đã nói lên điều đó. Tại đấu trường Champions League, thành quả đã đến sau nhiều năm chinh chiến với chiếc cúp tài vòi mà thầy trò Pep giành được vào mùa giải năm ngoái. Trong thời đại bóng đá kiếm tiền như hiện nay, ngoài việc tài năng huấn luyện viên thì yếu tố tiền bạc cũng đóng vai trò quan trọng giúp các câu lạc bộ đi đến những thành công. Pep chính là người dẫn đầu trong xu hướng đó. Chắc chắn các câu lạc bộ sẽ không ngừng mua sắm trên thị trường chuyển nhượng để mang những con người tốt nhất về với câu lạc bộ của họ để đạt được những thành công trong tương lai.